Ôi là trời, sao mà nhiều loa quá vậy? Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với series Giveaway của Hacom. Ôi lần này nhìn các bạn thấy bọn mình bày quá là trời nhiều đồ trên cái bàn này không? Nhưng mà chỉ là cú lừa thôi, chỉ có khoảng 2 con được xuất hiện trong cái clip ngày hôm nay thôi mọi người ơi. Bày ra để khoe mọi người là chúng mình có rất nhiều loa thôi nha. Rồi gạt cái này sang đây thì gọi là bàn background nhá. Đây, hai nhân vật chính sẽ xuất hiện trong giveaway lần này của Hacom. Thực ra nó là hai con, nó là một. Nó là cái con loa Bluetooth rất là nhỏ gọn này mọi người ạ. Đó là Monster S110 Superstar. Superstar, siêu sao. Đấy, em này là một chiếc loa Bluetooth rất là nhỏ gọn và rất là tiện lợi cho mọi người. Với mức giá hiện tại tại Hacom trong cái thời điểm mà mình quay video này, khoảng cỡ 1,1 triệu. Đó, một chiếc loa Bluetooth khá là xịn sò nhỏ gọn cho mọi người nha. Và như thường lệ thì mình sẽ giới thiệu một chút về cái chương trình này. Đó là chúng mình sẽ có khoảng 2 tuần chúng mình sẽ có một cái sản phẩm để có thể là tặng cho những khách hàng thân thiết của Hacom. Những bạn sẽ subscribe kênh YouTube của chúng mình này, cũng như là comment ở dưới video này để sao nhỉ, để có cơ hội nhận được cái phần quà này nha. Và khoảng 2 tuần nữa thì bọn mình sẽ quay ở trong buổi live stream. Nhớ theo dõi hai live stream thứ 6 hàng tuần, có rất nhiều những chương trình thú vị. Và đặc biệt là có cái phần cuối của live stream là quay cái phần trúng thưởng này đó. Và gần đây nhất thì chúng mình cũng đã tìm ra được mà chủ nhân may mắn của giải thưởng, đó là máy chiếu Bluetooth trị giá hơn 4 triệu rồi đó nha. Đấy, thì ngày hôm nay sẽ có 2 chiếc loa, có nghĩa là đồng nghĩa với 2 bạn được nhận giải. Thế nên là cơ hội sẽ được x2 cho những bạn comment ở dưới video này nha. Nhanh tay nhanh tay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào review xong mới tặng cho các bạn, nên bây giờ sẽ phải review đã nhá. Rồi em này cũng sang đây làm đồ hàng luôn. Em này sẽ được khui hộp đầu tiên này. Khui hộp rất là đơn giản, các bạn chỉ cần nhấc ra. Đây, nhấc ra như này là chúng ta có thể khui hộp xong rồi. Và nhớ là cẩn thận nhá. Nó hộp như này, nhỡ mà kiểu mọi người ở trên một mặt phẳng đó, mọi người rút cái rơi tòm cái là mất tiêu. Đây, chiếc loa của chúng ta đây nha. Rất là nhỏ mọi người, chiều cao 9,6 thì phải, 9,6cm thì phải. Nói chung là nó chưa đến 10cm luôn á. Còn cái đường kính của nó cũng chỉ là 8,5 hay 8,6 gì đấy. Đấy, nói chung là nó rất là nhỏ luôn đấy. Để trong lòng bàn tay của mình vừa in. Con này rất là tiện cho bạn nào kiểu như là hay đi chơi, hay đi dã ngoại này, hoặc là thích nghe nhạc ở có những kiểu đi đâu cũng cần có một cái âm lượng gọi là năng lượng âm nhạc ấy, thì có thể mang theo những chiếc loa Bluetooth nhỏ xinh như này. Và màu đen thì nó sẽ rất dễ làm hài lòng đại đa số của chúng ta. Để xem mà trong hộp này nữa thì còn cái gì nữa ta. Loa Bluetooth mà chắc chắn là phải có dây sạc rồi. Để mình xem cổng ở đây nhá. Đây sẽ là cái cổng để cho các bạn cắm sạc này. Nhưng mà hình như nghe Hoàng review là nó khó mở lắm. Này là kể cả có dính nước nhá thì cũng không thể nào mà vào được trong cái sạc của các bạn hay là cái khe đọc thẻ nhớ của các bạn đâu. Trong này nó sẽ có một cái cổng sạc micro USB này, với cả là cái khe đọc thẻ nhớ để ví dụ như các bạn thích kiểu lưu nhạc trong thẻ nhớ, xong rồi đến đấy mình không cần kết nối Bluetooth, mình cắm thẳng nhạc vào đấy mình phát luôn được. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết những cái nút bấm có ở trên cái loa này nhá. Trừ cái nút sạc, cái cổng sạc với cái cổng thẻ nhớ ra thì bây giờ chúng ta sẽ có còn chúng ta còn có một cái quai sách rất là tiện lợi như này, có thể tùy chỉnh cái độ dài đấy. Kiểu này ôi móc treo ở bên hông xong đi xe ôi tiện nhỉ. Đấy, còn cái nút bấm thì đầu tiên là chắc chắn là nút nguồn rồi, các bạn chỉ cần giữ nút nguồn. Đấy, cỡ 5 giây là nó sẽ bắt đầu lên. Mọi người sẽ nghe được một cái âm thanh tan 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 tan. Đấy, có nghĩa là loa của bạn đã lên rồi. Rồi nút tiếp theo là nút ở giữa, đây là nút kiểu như là nút chức năng, nút function đấy. Đấy, để ví dụ như là để mình có thể là ở đây nhá, con loa này xịn lắm, hơn 1 triệu thôi, nhưng mà có nào là điều khiển bằng giọng nói này, xong là cũng có thể kết nối được hai loa cùng một cái kiểu giống nhau ấy. Ví dụ như là đây, hai bạn nào ở dưới comment này mà được tặng hai chiếc loa này mà kiểu gần gần nhau, có thể kết nối luôn hai cái loa giao lưu đấy, kiểu kiểu như vậy. Rồi tiếp theo là cái phím lên xuống này, nó sẽ là tăng giảm âm lượng trong trình phát nhạc của chúng ta. Rồi tiếp theo là nút M này giống như kiểu mốt các chế độ á. Đấy, chế độ về âm thanh đấy, để cho các bạn tùy chỉnh. Hiện tại thì đèn có một cái đèn ký hiệu, mọi người nhìn thấy đúng không ạ? Đấy, có một cái đèn ký hiệu nó đang nhấp nháy ở đây để nó có thể báo được cho chúng ta biết là đã kết nối được với thiết bị Bluetooth của chúng ta chưa, điện thoại hay là máy tính của chúng ta chưa, để nó hiện phát nhạc. Và cái cách kết nối của nó cũng vô cùng dễ dàng thôi. Các bạn chỉ cần bật nút nguồn lên, sau đó bật cái Bluetooth ở trong thiết bị của bạn thì chỉ cần dò là nó sẽ hiện ra ngay tên của cái sản phẩm này, đó là Monster S110. Thì mọi người có thể ấn vào đó và đồng ý kết nối vậy thôi, không có cái gì phức tạp cả. Kết nối như rất là nhiều những chiếc loa Bluetooth thông thường khác. Và lúc nào cũng sẽ có một câu hỏi đặt ra cho những chiếc loa Bluetooth, đó là thời lượng pin có trâu không, kiểu như là được bao nhiêu lâu ấy. Thì đối với em này thì nó, nếu mà các bạn bận ở mức âm lượng khoảng cỡ 70% chứ không phải max volume nhá, thì nó sẽ dao động vào khoảng từ 7 cho đến 8 giờ. Như thế mình thấy rất là nhiều đấy, để mọi người có thể nghe nhạc liên tục. Còn nếu mà chỉ nghe voice kiểu audio bình thường thì chắc cũng hơn như thế, khoảng mấy ngày mình mới cần sạc. Về chất âm thì ok, bây giờ để mình kết nối luôn với cái điện thoại của mình để cho mọi người nghe ha.
thì đương nhiên là nghe những cái video của Hacom thôi để không bị đánh bản quyền YouTube. Monster S1010 này rồi. Your device is connected. Đấy, cũng có một cái thông báo cho mọi người là đấy, thiết bị của bạn đã kết nối. Video gần đây nhất là video của Hoàng, đó là hướng dẫn cài đặt router TP-Link Archer C50. Chiếc này đây là một chiếc router cực kỳ là nhiều người mua tại Hacom luôn. Đấy, các bạn nghe đấy không ạ? Đây là mình đang để khoảng 70% âm lượng nhá. Tính năng cũng nhiều, kết nối cũng ổn định, vô cùng là mượt mà. Và setup của nó cũng vô cùng là dễ nữa. Mình thấy cái mặt loa của nó là mặt này này. Mình đã được nhận rất nhiều tin nhắn của các bạn bảo là bây giờ làm sao để setup được chiếc router. Mọi người nghe voi như nào ạ? Đấy, nghe voi mình thấy rất là sạch sẽ. Mình đã thử ở trên những cái kiểu nhạc khác, ví dụ như kiểu là nhạc mà hơi nhiều bass một xíu thì về cái chất âm em này thì nó sẽ không quá thiên nhiều về bass, nó sẽ không phải là để cho các bạn quẩy nhạc sập sình, mà ví dụ như nghe voi thông thường như này nó rất là sạch voi này, nó rất là thoáng, nó sẽ nghe rất là rõ. Còn đối với những cái chiếc nhạc kiểu trên nền nhạc mộc như kiểu acoustic ấy, em này nghe cũng rất là phù hợp, bởi vì là cái phần nhạc nền nó kiểu nó đơn giản hơn, nó không phức tạp như những kiểu nhạc EDM của quẩy quẩy kia, thì cái âm thanh, cái âm lượng của voice nó sẽ hiện lên rõ hơn và nghe nó thoáng hơn. Kể cả nghe những cái bài EDM mình cũng đa số chỉ chú ý đến cái voice của ca sĩ thôi, của rapper thôi. Đấy là một điểm đặc biệt về cái chất âm của em này, và nó sẽ ở một cái mức gọi là dễ nghe nhất, dễ chịu nhất là trong khoảng 70% âm lượng. Nó vừa đủ cái độ lớn mà nó cũng âm lượng cho ra nó cũng kiểu nó hay nhất đấy. Còn nếu mà lên to hơn một xíu, lên to quá nó sẽ bị hơi vỡ một tí nhá. Mình không khuyến khích các bạn là nghe ở 100%. Đây là mình sẽ để cho các bạn nghe thử các bạn. Để setup được chiếc router Archer C50 đến từ TP-Link này các bạn nhá. Nhưng mà để setup thì đấy, anh em phải biết được là chiếc router này có kiểu nó hơi vỡ một tí thôi ấy. Còn nếu mà nghe nhạc thì nó sẽ rõ cái điều đấy hơn, voice thì nó sẽ đỡ hơn điều đấy. Đó là về chất âm và thiết kế. Bây giờ mình sẽ nói cho các bạn những cái gọi là cái hướng dẫn sử dụng cái loa này. Có rất là nhiều chức năng của em này, thực sự mình phải ghi chép lại luôn nguyên một trang chức năng. Thực sự con này nhỏ nhưng mà có khá là nhiều những cái chức năng hay ho như lúc nãy mình chia sẻ đầu video đúng không? Ngoài cái tính năng chống nước này, nó còn có cái tính năng điều khiển bằng giọng nói. Nhưng mà cái tính năng điều khiển bằng giọng nói này thì nó chỉ tương thích với cả 3D thôi, nên là mình không có. Buồn ghê, mình là điện thoại Samsung. Và nếu như các bạn đang nghe nhạc mà có cuộc điện thoại gọi đến mà mình không muốn nghe thì ra mình cũng hoàn toàn có thể ngắt trực tiếp trên chiếc loa này mà không phải lôi cái thiết bị di động của mình ra bằng một cái phím, đó chính là phím đây này, cái phím ở giữa, phím chức năng này này. Đấy, bạn chỉ cần ấn nhanh cái phím này 2 lần là các bạn có thể ngắt được cuộc gọi. Vậy thì làm thế nào để các bạn bật được cái chế độ kết nối giữa hai loa, ví dụ hai con S1010? Các bạn chỉ cần để hai cái con loa S1010 này ở cạnh nhau này, sau đó bật nguồn lên, và trong điều kiện là hai con loa này chưa hề kết nối với những cái thiết bị Bluetooth nào đó nhá. Đấy thì bật lên, sau đó chúng ta sẽ cùng bấm đồng thời hai cái phím chức năng. Hai lần nhanh cái phím chức năng ở giữa này thì các bạn có thể kết nối. Nói chung mình thấy cái phím tắt của nó đa số là hai lần cái phím chức năng là các bạn có thể làm được rất là nhiều điều, kết nối loa rồi là mở cái trình điều khiển bằng giọng nói, hay là thêm cả nữa là dựng ngắt cuộc gọi vân vân. Đấy, trên đây là những cái đánh giá của mình về chiếc loa này. Mình thấy là có nghĩa là nếu mà các bạn bỏ tiền ra mua thì các bạn còn phải lăn tăn suy nghĩ một vài điều, nhưng mà mình thấy nó vẫn rất là đáng mua nếu mà thực sự các bạn chỉ là muốn mua một chiếc loa Bluetooth thôi. Còn đằng này các bạn còn được giveaway thì các bạn còn lăn tăn cái gì nữa. Các bạn nhanh comment với cả đăng ký subscribe Hacom đi, và tiện thể thì đăng ký luôn cả hệ sinh thái của chúng mình, đó là Hacom Quick Review này, một kênh mà có rất là nhiều những cái sản phẩm hay ho, nhưng mà video rất là ngắn và gần như là cô đọng xúc tích nhất những cái thứ gì đó hay ho nổi bật của sản phẩm để mang đến cho mọi người, để mọi người dễ dàng đưa ra sự lựa chọn này. Và follow fanpage cũng như là TikTok của Hacom nhá. Nhớ là phải comment ở dưới video này và nhớ là subscribe kênh YouTube đấy. Còn bọn mình sẽ quay sản phẩm này trong vòng khoảng cỡ 2 tuần nữa nha. Chúc mừng trước hai bạn nào may mắn sẽ nhận được hai chiếc loa này, mỗi bạn một con. Ok, bye bye, và mong sớm gặp lại ở những cái sản phẩm review xong tặng luôn cho các bạn xịn hơn nữa.